Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin dân Việt nóng. Bản tin được phát sóng lúc 11 giờ 30 trưa các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên chuyên trang dân Việt Media. Và đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi để đón xem các tin tức về thời sự, xã hội, văn hóa và nông dân, nông nghiệp, nông thôn đáng chú ý. Sau đây như thường lệ sẽ là những nội dung chi tiết. Khai mạc phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định mới. Dùng máy kích điện tận diệt run đất là hành vi hủy hoại đất, có thể bị xử lý hình sự. Giá gạo toàn cầu tăng cao nhất trong gần 12 năm qua. Sau đây là những tin tức thời sự nổi bật. Sáng ngày 14 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu khai mạc phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kéo dài 7,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng và được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8, đợt 2 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8. Trong buổi chiều đầu tiên của phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Đây là một trong hai chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2023, ngoài hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội. Ngoài ra, tại phiên họp sẽ cho ý kiến một số dự án luật như luật tài nguyên nước sửa đổi, luật căn cước công dân sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi. Hôm qua ngày 13 tháng 8, tại Hà Nội, hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương hội nông dân khóa 7 đã bế mạc thành công tốt đẹp dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Quốc đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương hội nông dân Việt Nam. Tại hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương hội khóa 7 đã có 158 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và 7 ý kiến phát biểu tại hội trường. Tập trung vào một số vấn đề được đưa ra trong báo cáo, Ban chấp hành Trung ương hội nông dân Việt Nam đã thực hiện đúng quy trình, quy định việc giới thiệu hai nhân sự đề xuất Bộ Chính trị đưa vào quy hoạch Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đánh giá cao các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm cao, sâu sắc, gợi mở nhiều vấn đề mới, góp phần hoàn thiện các nội dung quan trọng, đồng thời đề nghị các cấp hội nông dân tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Từ hôm nay ngày 14 tháng 8, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được chi trả theo quy định mới. Cụ thể, người đã điều chỉnh theo nghị định số 108/2021 của chính phủ được tăng 12,5% so với mức cũ, tức mức hưởng mới bằng lương trợ cấp cũ nhân 1,125. Trường hợp chưa tăng theo nghị định số 108/2021 của chính phủ thì tăng 20,8%, tức mức hưởng mới bằng lương trợ cấp cũ nhân 1,208 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 tại Nghị định số 42-2023. Sau khi tăng lương mà mức lương thấp hơn 3 triệu đồng trên tháng thì tăng thêm từ 300 đến 3 triệu đồng. Ngành bảo hiểm xã hội và biêu điện sẽ chi trả đầy đủ phần tranh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7 năm 2023 cho người thụ hưởng. xin được chuyển sang một số thông tin về nông dân nông nghiệp nông thôn đáng chú ý. Thời gian qua, ở nhiều địa phương như Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa lại xuất hiện tình trạng người dân dùng kích điện để đánh bắt run trái phép, gây ảnh hưởng đến tài nguyên đất nông nghiệp, hủy hoại, làm bạc màu nhiều khu đất, ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp. Dù tất cả các địa phương đều đã nhận được chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải ngăn chặn triệt để tình trạng này. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương hủy hoại đất là hành vi vi phạm pháp luật mang đến những hậu quả nặng nề cho công tác quản lý đất đai của nước ta. Do đó, tùy tính chất mức độ mà người thực hiện hành vi hủy hoại đất làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đến 150 triệu đồng. Theo quy định tại Điều 15, Nghị định 91-2019 NDCP của Chính phủ về sự phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Chuyển sang một số thông tin quốc tế nổi bật sau quyết định cấm xuất khẩu gạo trắng không thuộc giống basmati để tăng nguồn cung trong nước và kiểm soát giá bán lẻ của chính phủ Ấn Độ, giá gạo toàn cầu vừa tăng lên mức cao nhất trong gần 12 năm. Cụ thể, sau lệnh cấm của chính phủ Ấn Độ, chỉ số giá gạo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp đã tăng 2,8% trong tháng 7 lên mức cao nhất trong gần 12 năm. Giá bán lẻ gạo không thuộc giống basmati giao động từ 15 đến 65 rupee trên 1 kg tương đương với 0,18 đến 0,78 đô la Mỹ trên 1 kg. Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và chiếm hơn 40% khối lượng xuất khẩu gạo toàn cầu. Quỹ tiền tệ quốc tế đã khuyến khích Ấn Độ dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu gạo vì điều này có thể gây ra biến động giá lương thực. Theo đánh giá mới của Trung tâm Thảm họa Thái Bình Dương và Cơ quan ứng phó khẩn cấp Liên bang Mỹ, Ít nhất 93 người đã chết vì hỏa hoạn trên đảo Maui ở Hawaii, biến đây trở thành vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất tại Mỹ trong 100 năm qua. Trung tâm Thảm họa Thái Bình Dương và Cơ quan ứng phó khẩn cấp Liên bang Mỹ ước tính số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn gia tăng trong bối cảnh các đội cứu hộ tiếp tục tìm thấy những xác người cháy đen ở thị trấn Lahaina, bờ tây đảo Maui. Không chỉ gây thiệt hại về người, thảm họa lần này đã phá hủy hơn 2.200 công trình, hơn 2.100 mẫu đất tại Maui khiến 4.500 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh khắp Maui mất điện, hàng ngàn người dân không có nơi cư trú. Công tác tái thiết khu vực bị cháy rừng tàn phá ở Lahaina có thể tiêu tốn ít nhất 5,52 tỷ đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.